Để mừng ngày sinh nhật của Nguyệt Hằng, tôi xin phép được hát tặng các bạn một bài nha. Quang hô, anh Lễ, vào lấy đàn đi. Khi có lòng em, anh hát tặng bài gì vậy? Bài này tôi mới vừa sáng tác, của tôi đề là Em Là của tôi. Thấy không, em là của tôi đó, thì hát tặng Thảo đi. Trong một đêm nằm mơ dịu dàng, trong cơn mơ ta tìm gặp nàng, đôi mắt nàng tựa hai tinh tú, ngây ngất hồn say đắm tim tôi. Cho hôn miếng coi. Ấy da, nổi lông gà. Điện em mạnh lắm. Anh Thi hát hay quá à. Nhưng em muốn hỏi, người con gái trong bài hát ấy là ai? Thảo phải không Thi? Chị Thảo này. Anh Thi, người con gái ấy là ai vậy anh? Người con gái ở trong mộng. À, như vậy thực tế ngoài đời anh chưa gặp. Không sao, không sao, chưa gặp rồi sẽ gặp. Nhưng chỉ sợ là sẽ không bao giờ gặp được. Bởi vì điều kiện của tôi đòi hỏi có hơi cao. Thật tình thì không phải là xa vời lắm đâu. Chỉ xin một điều thứ nhất là người đó không kiêu hãnh. Nhưng mà khổ thay, bất cứ người con gái nào cũng kiêu hãnh lạ kỳ, nhất là những cô gái có nhiều nhan sắc. Xin lỗi, cho tôi hỏi một câu. Đối với người con gái, như thế nào thì gọi là kiêu hãnh? Tôi xin phép trả lời là kiêu hãnh khi cô ta là một cô gái đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ. Vì như thế nên cô ta càng làm cao, luôn luôn cho rằng mình quan trọng hơn ai, và luôn muốn bọn con trai phải phục tùng dưới gót cô ta. Thế nhưng còn những gã con trai cũng luôn cao ngạo hơn ai, luôn thấy mình hơn hẳn bọn con trai chúng tôi. Những người như vậy thì sao? Hả Thi à, Đan Phượng tuy khó tính nhưng rất là dễ thương, là bạn bè quen biết với nhau lâu rồi. Em xin hai người nên giữ niềm hòa khí. Anh nói cho Hằng biết, bất luận là quen lâu hay là mới gặp cũng vậy. À, nếu đã có một ấn tượng không hay rồi thì dù có quen cho đến 10 năm cũng vẫn là xa lạ. Đúng, từ cái nhìn đầu tiên trước đây đã không thiện cảm thì mọi cố gắng về sau đều vô ích mà thôi. Thôi cho em can đi, có kìa Hạ Thi giận cái môi đỏ ao à. Bây giờ á, Lễ xủ cho mọi người một quẻ đi. Rồi xủ liền. Hằng ơi Hằng, nói nghe nè. Nãy giờ tôi để ý bà Thảo BD này, bà ổng A, ổng ẹo thấy ghét quá. Để tôi phá bà một bữa chơi. À, chị Bích Thảo. Vậy tôi chưa bối cho chị mà tôi biết. Theo như tôi thấy là chị đang khao khát một tình yêu. Quá siêu. Thầy bói là quá siêu. Nhìn cái tướng đồ sổ của mình biết mình đang khao khát tình yêu. Siêu quá siêu. Số chị không phải là người phàm. Chơi lại vậy. Để coi coi số chị là người gì đây không biết nữa. À đúng rồi, chị là người tuổi trên. Chị có một người tình kiếp trước ở trên tiên. Hả? Ở trên tiên hả? Ảnh là tiên đồng, còn chị là ngọc nữ. Vì sơ ý làm rớt nồi cơm điện mà bị đài xuống cõi trần gian. Giả bạc tai bây giờ. Trên tiên làm gì có cơm điện? Ở trên trển ta đi trước ở dưới này tới mấy ngàn năm lận. Vậy hả? Tội nghiệp ảnh lắm, đầu thai xuống trần gian rồi. Vậy hả? Đi tìm chị mấy lâu nay đó. Hả? Tôi cũng sủ quẻ cho anh rồi. Quẻ y như chị. Anh ấy tuổi hợi.
tôi tuổi dần, dần thân tị hợi, chết cha rồi, vậy là xung khắc rồi. Ổng sao, Tiên mà sợ gì? Tiên không sợ. Mà bây giờ anh ở đâu hả? Hướng Tây Nam, dung trường đua Phú Thọ. Nè, bộ người yêu của mẹ là ngựa hả con? Không phải, không phải, chị Thảo đừng có nóng vội. Nói nhỏ chị nghe nè, số nhà này nè. Đâu? Như vậy là tôi hết cô đơn rồi. Tôi sẽ có chồng, mà chồng tôi là Thiên Đồng, tôi là Ngọc Nữ. Cảm ơn thầy Bói, cảm ơn thầy Bói nha. Ủa da, bà nổi đỉnh đâu á. Anh hai ơi, anh Quý ơi, vô mánh rồi. Cái gì tao đang ngủ mày làm gì ôm sòm vậy Lễ? Em giới thiệu cho anh rồi, một người đẹp giàu lắm, có điều bả hơi tưng tửng chút. Trời ơi, em nói anh là Tiên Đồng còn bả là Ngọc Nữ. Trời ơi, thôi đi mày ơi, không có được đâu, lường gạt người ta ở tù chết à mày ơi. Không sao đâu anh hai ơi, lường gạt cái gì, tình yêu trao đổi hai chiều mà. Anh cứ nghe em đi. Anh phải nhớ là anh tuổi hợi còn bả tuổi dần đó nha. Trời ơi, vậy thì tao phải chống giải người tình, từ trên thượng giới rớt xuống dương trần, đi tìm người yêu để làm gì đây mày chỉ tao quay. Cứ theo kế hoạch của em sắp đặt, phải thứ tự lớp nàng từ đầu tới đuôi. Phải nhà này không? Đúng rồi, nhà này chứ gì nữa. Anh hai ơi, anh hai ơi, bà tới rồi anh hai ơi. Thôi em vào trong nghe, em vào trong nghe. Đúng số nhà này rồi. Kìa, có một người ngồi tỉnh nhắm nghiền đôi mắt. Đúng là Tiên Đồng rồi. Tiên Đồng ơi, Tiên Đồng ơi, quá khủng khiếp. Tôi đang mơ hay tỉnh, tiếng của ai vừa gọi đến tên ta? Có phải là người yêu tôi dần của ta không? Quá siêu, quá siêu. Đúng rồi, người tình tuổi hợi của em đây, Tiên Đồng. Anh có nhớ không, hồi ở trên Tiên? Nhớ rồi, nhớ rồi. Hồi ở trên Tiên á, mình hay đi hát karaoke mỗi chiều Chủ nhật phải không? Ủa, trên Tiên cũng có karaoke nữa sao? Có chứ, ở trển có trước trần gian mấy ngàn năm lận mà. Tại nàng không nhớ đó chứ. Đúng rồi, Tiên Đồng anh ơi, em nhớ hơi hơi rồi. Tiên Đồng ơi, Ngọc Nữ. Nhớ hồi ở trên Tiên, ta bị chửi liên miên, cũng bởi vì ta làm biên, không biết lo học hành, mà chỉ lo, lo giúp ta cho nàng. Ôi nhớ nhung đêm ngày, hỡi nàng Tiên ơi, có biết chăng hỡi nàng Tiên ơi. Nhớ anh quá xa, thương anh quá xa, nhớ anh ngày đêm, nhớ anh em khóc cười, nhớ anh nghĩ quá trời, cầu mong mong sao gặp gặp anh, cho chúng mình duyên xưa. Em là Ngọc Nữ đây. Thôi không phải đâu, Ngọc Nữ của ta còn làm vũ nữ ở trên Tiên, dưới quyền điều khiển quan ngã trên cung quán. Nhớ thở xa xưa tính toán, nàng cùng ta cúp cua đi dạo phố, ghé bến Bạch Đằng ngồi ăn khô mực. Chi khổ rồi nè. Rồi nàng hát cho ta nghe điều lý qua. Cầu khung cảnh thần tiên ta vẫn còn ghi khắc mãi trong đầu. Thượng giới mây bay ngàn năm không biết mỏi, có quán kem dừa soi rọi bắp đôi ta. Từng bầy tiếng lũ lượt bay qua, quần áo mây theo ca ta lô đung mót. Tóc con màu đen kiểu như sù gầy, làm ta ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngóng theo hoài. Như vậy là chắc thân hình của em bốc lửa lắm hả? Còn anh ở trên Tiên anh cũng màu đen lắm phải không? Phải, hồi ở trên Tiên anh đi chiếc mô tô 1400 phân khối, còn các chư thần thì đi chiếc Rebel nè. Thì nhau lượt gió tung bay dầm ngàn ngày đêm, thiên nga thiên thần ngơ ngác nhìn theo giật mình. Thank you.
đi nhảy nhót khắp vũ trường. Thở mới gặp ta nàng đi chiếc rim xanh, mặc liếp ngắn tóc mô đen xù đủ. Ta vừa thấy đã nghe lòng dậy, nghe xong mới rủ nàng bắt chước chuyện trần gian. Tiên Đồng ơi. Ơi à, ủa mà ở dưới trần anh tên gì vậy ha? Anh tên Huy. Tên Huy hả? Ừ. À, Tiên Đồng rồi sao bớt quá vậy? Bộ anh nghèo lắm hả? Nhìn tướng không biết sao. Để em lo. Anh ơi. Ơi. Anh là tình yêu đầu đời của em đó. Trời ơi. Từng gạt em nha. Gạt em đó, cái mặt anh như ngã sáo Sài Gòn. Tiền bạc bây giờ làm khó lắm nha. Anh tiền em có lửa lam đó. Trời ơi. Thôi em về à. Mai em tới. Về à. Trời ơi. Mai còn tới đi chắc chết tôi quá trời. Anh hai. Gì? Thấy được không anh hai? Được mụ nội tao. Tao thấy cái tướng bà là tao quải rồi mày thấy không? Trời ơi, bà mặc riếp mà bà đưa cái giò bà còn hơn là cầu thủ Maradona nữa. Bà mẹ nó suốt tao cái hũ lũng lưới tao con. Rồi ráng đi anh hai. Ừ, ráng ráng thì cũng được. Nhưng mà hãy đợi đấy. Để đến chị. À Phương à, dạ. Chừng nào mới có kết quả thi đó em? 2 tuần nữa chị hai à. Vào đại học thì không phải dễ đâu. Em phải cố gắng học nhiều mới được. Đừng có phụ lòng chị nghe em. Em biết mà, chị đã lo lắng cho em quá nhiều rồi. Chị em mình chẳng mai mồ côi sớm. Bổn phận của chị là phải lo lắng cho em được thành nhân, đó là điều duy nhất mà chị hằng mong đợi từ lâu. Em có hiểu hay không? Em hiểu tình chị thương em sâu đậm, lo lắng cho em từng phút từng giờ mà không nghĩ riêng. Đi chơi nhiều nghe chưa? Nhớ có là đừng có yêu đương sớm. Em biết rồi mà. Thấy chưa, thấy chưa? Sáng sớm thấy quậy ly sữa là tao biết hao tài tốn của rồi mà. Tại muốn mua đôi giày mới á. Nè, tiền nè. Đi lẹ về nghe chưa? Chị còn đi công chuyện nữa đó. Dạ, em đi chút xíu em về liền. Ừ. Lệ Sương. Xin lỗi. Có phải anh là Khải Nghiêm không? Phải. Anh là Khải Nghiêm đây. Anh Khải Nghiêm. Không. Lệ Sương, anh đã tìm em suốt bao nhiêu năm trời, em vẫn còn giận anh sao? Phiền giận ư? Đã 10 năm trời rồi, chuyện nó qua nhanh, có gì đâu mà phiền với giận hả anh? Thấm thoát đã 10 năm rồi, như vậy là đã mấy lần phượng hồng thay lá mới, em có nhớ không? Hoa phượng là loài hoa mà thuở nhỏ chúng ta vẫn thường gọi là hoa học trò. Phải. Ngày ấy em còn là một cô gái ngây thơ. Còn anh là một chàng trai mới lớn, vẫn thường rủ nhau hái hoa trèo lên cây phượng. Anh bảo để cho em kết thành hoa cưới, màu đỏ của hoa như màu máu của tim anh. Đã 10 năm rồi, anh vẫn ép cánh phượng đỏ trong trang sắc phụ. Em còn nhớ không em? Hoa phượng. Mỗi lần hè sáng nghe lòng thêm nhung nhớ. Đông cánh phượng rơi mà tiếc thương tôi học trò. Ngày xưa tung tăng trên đường hoa bay văng văng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỗ nào. Ép vào đây là cành hoa phượng, màu hoa vẫn hồng như màu máu tim anh. Nhắc nhở hai ta một thời thơ mộng, vẫn còn ghi khắc mãi trong lòng. Cho dù hôm nay ta cách biệt nhau rồi. Thôi anh, chuyện đã qua rồi. Em có biết là từ ấy đến nay anh vẫn nhớ về em. Anh xin lỗi em. À, hiện giờ cuộc sống của em ra sao? Em đang làm gì? Làm tất cả để có tiền. Bây giờ lẽ sống của tôi là chỉ biết có tiền. Vì kể từ khi anh bỏ rơi tôi đi cưới vợ, mẹ tôi đã mất. 18 tuổi tôi mồ côi cha mẹ, lại còn phải nuôi nấng đứa em gái nhỏ. Tôi lăn xả vào cuộc sống. Nhờ trời rồi chuyện cũng qua đi. À, còn anh đã sao? Hạnh phúc tràn đầy phải không? Hạnh phúc? Em muốn nghĩ sao cũng được. Bởi vì anh đâu còn là anh nữa. Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Thôi được, anh về, rồi anh sẽ gặp lại em. Chào em. Ai vậy? Ai vậy? Quen, nhưng mà không có thân lắm. Em mua dài được chưa? Dạ, em mua rồi nè. Đẹp quá ha. Ở nhà coi chừng nhà nghe, chị đi một chút quá. Hồi nãy dặn gì nhớ chưa? Dạ nhớ. Ủa, mà nhớ gì? Dặn rồi cũng quên à. Nè, chị thấy có một thanh niên thường lãng vảng ở đây nè. Em phải cẩn thận nghe chưa. Chị đi rồi phải đóng cửa lại. Quá luôn nghe. Chị đi à. Chị hai mình nói mấy hôm nay có một người hay lãng vảng. Ai vậy kìa? Ai lãng vảng trước sân nhà? Không lẽ là ăn trộm? Không lẽ... Ủa? Kìa, anh Hạ Thi. Thì ra là anh à. Mấy hôm nay có phải chính là anh lãng vảng trước sân nhà tôi không? Coi kìa, sao anh không trả lời? Còn Nguyễn Hằng đâu rồi? Sao không cùng đi với anh vậy? Bộ Nguyễn Hằng bận lắm sao? Cậu ấy dễ thương nè, xinh đẹp nữa. Nếu tôi là con trai nha, nhất định là tôi sẽ yêu cậu ấy đó. Tôi đến đây không phải để nói chuyện về Nguyệt Hằng. Vậy anh đến đây làm gì? Ở đây đâu có ai cho anh thích nói chuyện. Đâu có ai để cho anh. Mấy đêm rồi tôi không ngủ. Mấy ngày rồi tôi lang thang trước cửa nhà em. Tôi giống như một kẻ điên khùng. Vậy mà em không hiểu sao Phương? Anh nói gì tôi không hiểu? Tôi không hiểu gì hết á. Em phải hiểu chứ. Em không phải là diễn viên sao cứ đóng kịch với anh mãi vậy? Tại sao chúng ta cứ mãi đối nghịch với nhau như vậy? Có phải chăng đó chỉ là lớp sơn bên ngoài để che đậy những gì mà mình không dám nói? Có phải không Phương? Phải không em? Có lẽ anh nói đúng. Sự thù ghét nhau của chúng ta thật ra chỉ là một cái cớ để che đậy một tâm tình đang chất chứa ở bên trong. Đan Phượng Hạ Thi. Tôi muốn hỏi lòng tại sao tôi yêu yêu không đợi như mây lặn lờ ở trước mái em ơi. Tình cho em càng say đắm mãi, tình cho em càng thêm đắm đài hồn thơ. Em muốn hỏi lòng tại sao đôi khi em không đợi chờ, đôi khi hững hờ che lòng thêm nhớ anh ơi. Tình thơ ấy tình dương sắc đã càng lung linh càng thêm thắm đượm môi. Bỗng thấy mình sắp sửa bước vào một cuộc phiêu lưu không thời gian hạn định. Tôi muốn trốn
chạy lòng mình nhưng không sao trốn nổi, để đêm lại từng đêm dằn vặt với thương chờ. Em như là áo anh vừa gần bên tôi cũng vừa lại xa mờ, càng xua đổi bóng hình em càng ẩn hiện, càng muốn quên nhiều càng nhung nhớ. Em ơi, em là ai mà hiện diện giữa đời tôi, làm sao trộn trong tôi những gì tôi suy. Nhiều lúc bồng dân mình sao vô lý, sao đành chịu trai chân vào xiền xứng ân tình. Sao bây giờ lòng bỗng thấy bâng khuâng, mỗi khi thấy sân trường này sắc đỏ, cổng trường mở như lòng ai mơ ngò, đợi giờ ai. Người thương đang say đắm lặng nhìn, lắng nghe trong đêm tiếng thời gian gọi nhịp, mới hay rằng lại đêm nữa trôi qua. Không biết người có nghĩ đến ta không, hay mơ mộng để rồi ôm tuyệt vọng. Người như áng mây trời cao long long đời, sách mới và dòng mực tím kề.
lại mãi dâng cao. Mai Trâm, em đi đâu mà giờ này mới về? Làm gì hẹp hỏi vậy? Đi sớm về khuya hoài vậy, em không lo nhà cửa gì hết. Quay quá ha. Phải rồi, làm giám đốc rồi, nhưng mà nên nhớ, không có tôi với ba má của tôi hả, thì làm gì anh được như ngày nay. Vậy mà không biết thân cứ mãi làm cao, không có tôi hả là anh chết từ khuya rồi. Vậy mà mở miệng ra là hạch hỏi, ôi thiệt là bực mình, bực bội quá đi thôi. Có vợ giàu là sướng như tiên, mấy ai mà được như anh. Thôi đừng có nói hoài cái chuyện giàu sang, tôi đâu có ham cưới vợ sang. Giàu thái hoàng cảnh buộc ràng, tôi đành chịu xuôi tay. Anh nói gì? Trời ơi, ba má tôi chọn anh làm rể là phước đức ba đời cho anh lắm rồi, anh còn nói gì nữa? Tôi biết, từ lâu rồi hai cách sống của tôi và em không hòa hợp. Tôi sống theo tôi và em sống theo em, mãi mãi gần nhau mà mãi mãi xa xôi, như hai hành tinh là không bao giờ gần nhau được. Tôi đã xuôi tay như người chiến bay, mặt dòng đời nổi trôi đưa đây tân phương nào. Giờ đây tôi sống mà chứ người đã chết lâu rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng chu toàn bổn phận để đừng ai phiền dẫn chuyện xa xôi. Tôi biết tôi nghèo nên em rẻ khinh tôi, vì tôi phải cưới em cho gia đình qua tai nạn, chớ tôi đâu phải là người quen sống ban để tự mình đưa chân chà đạp trái tim mình. Nếu không có ba má tôi hả, thì hồi đó ba anh đã bị tù rồi, anh có biết chưa? Vậy mà mở miệng ra lúc nào cũng tại vì hoàn cảnh. Ôi mệt. Ủa, còn thằng Hạ Thi đâu? Cậu ấy không có ở nhà. Thôi, tôi đi à. Đi đâu vậy? Đến công ty một chút. Không có đi đâu hết, ở nhà với tôi. Nghiêm, Nghiêm, anh đi rồi chị. Ủa, Nguyệt Hằng, cô kiếm Hạ Thi hả? Dạ không, em muốn đến gặp chị. Có chuyện gì không? Em muốn cho chị biết là anh Hạ Thi đã yêu một người, mà thân thế gia đình cô ấy thì... Sao? Nè nè, em nói rõ cho tôi nghe đi, gia đình cô ấy sao? Chị của cô ấy là một cô gái giang hồ. Thật vậy sao? Nè, mà sao em biết vậy? Chị ấy cố giấu, nhưng mà tình cờ em biết được chị cô ấy là vũ nữ. Trời ơi, cái thằng Thi này thật là trời ơi, chị đừng có la. Trời ơi, không la sao được? Như vậy là không có xong rồi. Hằng ơi, nếu như chị nói làm gái chắc không nhiều gì, muốn nhào vô đụng phép gì thấy thằng Thi nó sang vào, thiệt là con gái đời nay ghê gớm quá đi thôi à, tôi thấy mà sợ luôn. Nhưng mà em khuyên chị đừng làm lớn chuyện, rủi anh Thi mà biết là em á thì chết em luôn. Em yên tâm, chị không có nói cho Hạ Thi biết là em nói đâu, nhưng chị sẽ vạch mặt cho thằng Thi thấy chị cô ta là loại gái giang hồ. Lệ Sương kìa, Khải Nghiêm, anh còn đến đây làm gì nữa? Mặc dù em cố tình lánh mặt anh, nhưng anh vẫn muốn gặp em. Để làm gì? Anh đừng quên, anh còn bổn phận. Bổn phận? Phải. Chính hai tiếng đó đã giết lần mòn anh, để bây giờ anh chỉ còn là một cái xác của một cái tim khô lạnh. Dẫu sao thì định mệnh cũng an bài, giữa hai ta chỉ còn là kỷ niệm. Mà đã là kỷ niệm thì làm sao anh quên được? Trời ơi, giả như ngày ấy không có chuyện xảy ra, nếu ba anh không vướng mang một số nợ thì anh đâu buộc lòng phải cưới Mai Trâm. Một người mà anh không hề yêu thương hay luyến mến
để bây giờ. Cái hố thầm càng sâu vì đôi tâm hồn không hòa hợp cùng nhau. Anh vẫn âm thầm đau khổ một mình thôi. Định mệnh khiến xui thì anh ơi đừng tin nữa làm gì. Hãy cố quên đi mà vui sống. Nhưng muốn quên hoài sao vẫn nhớ em ơi. Rồi cũng xa nhau. Lại Sơn ơi, có lẽ anh phải chọn một con đường. Đừng, đừng anh. Con đường đó sẽ đưa anh vào ngõ tối. Không. Lại Sơn ơi, không phải là ngõ tối. Bởi hiện giờ anh đang sống trong bóng tối. Con đường kia sẽ đưa anh tìm lại mặt trời. Chỉ cầu xin em hãy đưa anh trở về với cuộc đời. Ta sẽ nối lại nhịp cầu gian dở vì bên bờ xưa còn khao khát bóng người xưa. Những người xưa đã xa khuất ngàn xa đâu còn nữa mà đợi chờ trong ngóng. Nhịp cầu xưa giờ đây đã gãy thì đừng hoài mong cho phi nỗi chờ mong. Trời ơi, trời ơi, thật là xấu hổ cho anh dám đến đây làm điều tồi tệ vậy mà bấy lâu nay tôi nào biết nào hay. Đẹp đẽ làm sao cho hạng gái không tròn phẩm hạnh, khoe mắt lòng lành trời làm cái giải hồn anh mà. Mai Trâm, em chớ nhiều lời mà làm tổn thương anh, nhất là với Lệ Sương, người con gái đáng thương. Phải rồi, vì cô ta đáng thương nên anh đã xem thường danh dự. Trời ơi, thật là ghê tởm làm sao, kẻ cướp đoạt tình yêu. Mai Trâm, em nên thận trọng lời nói.
em chưa hiểu ai là kẻ cướp đoạt tình yêu của ai thì đừng nên nói nữa. Cái gì? Binh hả? Bà, tôi xin bà đừng xúc phạm đến danh dự của tôi. Danh dự? Cái loại gái như cô, loại gái làm tiền thì còn gì danh dự nữa. Đi ra khỏi nhà tôi đi nha. Cái gì? Giật chồng người ta mà còn đuổi người ta, tôi cho ăn guốc nè. Mai Trâm ơi, buông ra. Mai Trâm, trời ơi, đừng có làm như vậy mà. Đi về nhà đi em, về nhà đi rồi tao nói được chuyện mà. Được rồi, về nhà rồi nói chuyện. Tôi không ngờ anh làm như vậy đó. Tôi không ngờ anh làm như vậy mà. Cô kia, liệu hồn đó nghe. Còn gian díu với chồng tôi nữa là coi chừng đó. Lệ Sương, anh xin lỗi em. Anh xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này. Lệ Sương, anh chào em, anh về. Trời ơi, chị hai, em không ngờ chị làm như vậy. Kìa, Đan Phượng, em. Em nghe hết tất cả rồi. Chị giấu em thì ra chị không phải là nhân viên thu ngân cho nhà hàng, mà chị là... Phượng ơi, em chưa hiểu gì hết. Em đừng vội vàng trách chị. Thảo nào chị không cho em đến chỗ chị làm. Chị sợ em biết phải không? Nếu sợ em biết thì tại sao chị làm như vậy? Phượng ơi, làm sao mà em hiểu được? Em không hiểu gì hết Phượng ơi. Phải rồi, em làm sao hiểu được khi mà chị đã dối lừa em, trong khi em nào biết nào ngờ vẫn một lòng kính mến thương yêu. Vào chốn bùng lầy cũng tại vì nghịch cảnh quá đau thương. Thôi dù chị có dùng trăm ngàn lời lẽ biện minh cũng không làm tôi tin được. Khi từ xưa nay chỉ là niềm tin, chỉ là lẽ sống đã mang đến cho tôi nguồn hy vọng ở trên. Chiếc lá bay vào không gian.
chừng hiểu nó đã mất hết đời con gái chỉ đành buông xuôi bỏ mặc cho đời. Bởi trên đời này ai cũng nói nghĩa nhân, nhưng nào ai giúp kẻ sai chân bằng tấm lòng thật sự. Không, khi mẹ vừa mất, rồi người tình của phụ bà gia cảnh cơ hàn, chị bơ vơ không nơi nương tựa, nên bị người ta dụ dỗ để bán trinh tiết với một ông nhà giàu. Kể từ đó, chị không còn lối thoát, chị oán hận cuộc đời, chị nhất quyết kiếm thật nhiều tiền để lo cho em ăn học thành tài. Em phải có địa vị thật cao trong xã hội để bù đắp lại những gì chị đã hy sinh và mất mát. Chị hai, không, chứ tôi không cần gì hết. Tất cả vật chất này, cuộc sống đầy đủ này, làm sao có thể bù đắp sự mất mát trong trái tim tôi khi có một người chị đi làm. Phương, em vừa nói gì? Trời ơi, tôi xấu hổ, tôi nhục nhã lắm, tôi không dám nhìn bằng ai nữa, tôi không dám nhìn bằng ai, tôi không dám nhìn bằng ai. Nguyệt Hằng, anh vừa hay tin Đăng Phượng bỏ nhà đi, nguyên do nào em có biết không? Em không có biết. Anh nghĩ rằng em biết rõ chuyện này, hãy nói cho anh biết đi, tại sao em không nói? Tại vì Đan Phượng vừa khám phá ra một điều hết sức là đau lòng. Điều gì hả em? Vì chị của Phượng là một cô gái giang hồ. Nhưng tại sao Phượng biết? Ai nói cho Phượng biết vậy em? Tìm cho được Đan Phượng. Anh bình tĩnh nha anh. Em về. Anh cảm ơn em. Chào em. Sắp hết hè rồi.
nhà qua thầy. Lại hỏi thế, càng hiểu ra anh càng yêu em nhiều hơn. Vì hoàn cảnh của chị Sương đáng thương hơn là đáng trách. Và em đâu có lỗi làm gì đâu. Nhưng mà em khổ tâm lắm, em không biết phải làm sao đây. Đan Phượng, đừng khóc nữa em à. Đừng khóc em. Em hãy ngước mặt nhìn anh. Em có biết là mấy ngày qua anh như thế nào không em? Trường luyến nhớ anh thầm gọi tên em mà buốt lạnh tim mình. Dần thơ cũ còn đây mà em đi đâu không thấy được dáng hình. Anh đọc hỏi về lời thương tiếng nhớ, bước chân buồn sỏi đá cũng buồn. Thanh đào vang vọng mãi trong anh bên phim nhạc lời tình ngân nga mai. Anh những tưởng hồn thơ không trở lại vì vắng em là ngày dài cả tâm hồn. Nhưng em khổ tâm lắm, em không dám nhìn mặt thầy cô nữa. Em khổ lắm, anh có hiểu cho em không? Trường thân yêu nhớ bồn
Đan Phượng à, em hãy suy nghĩ lại, em hãy trở về nhà, chị Sương đang chờ em đó. Nhưng làm sao em có thể chịu đựng sự tủi nhục mà chị ấy đã gây ra? Phượng à, không, em không trở về nhà được nữa, em không trở về nhà được nữa. Phượng, Đan Phượng. Tôi biết mà, tôi biết tại cái con nhỏ đó đó mà anh đòi ly dị với tôi phải không? Tôi biết đàn ông là như vậy đó. Cô đừng nên trách tôi, mà hãy tự xét lại mình. Bao năm trời chung sống bên nhau, cô chỉ xem tôi như một thằng ăn bám. Thì tôi chỉ nói anh ăn bám thôi, chứ có nói nặng gì đâu mà anh tự ái chứ. Chính cái thái độ hỗn hào ngang ngược với chồng đã làm cho tôi với cô không hạnh phúc. Tôi chịu đựng quá lâu rồi, bây giờ thì đã đến lúc. Hả? Đã đến lúc sao? Đã đến lúc sao chứ? Ta phải xa nhau cho hết bận lòng, vì không hạnh phúc bên nhau. Hãy nên ly dị để đừng gieo khổ thêm. Tôi biết mà, anh đâu có yêu tôi đâu. Anh cưới tôi vì nghe theo lệnh của ba anh, chứ anh đâu có xem tôi như người tình trong mộng. Trong khi tôi đã yêu anh bằng tình yêu sâu đậm, mong được cùng anh giây phút chẳng xa lìa. Mấy năm dài chung sống mà anh vẫn xem tôi như kẻ lạ qua đường. Dẫu biết rằng anh vẫn tròn bổn phận, vẫn hết lòng lo lắng cho vợ con, nhưng đó là thứ bổn phận trong hoàn cảnh, chứ không phải tự lòng tha thiết thương. Tôi biết thế nên càng thêm tức tối và thầm trách anh sao hờ hững lạnh lùng. Cô trách tôi, mà cô đã xét lại mình chưa? Anh nói vậy là sao? Tôi có gì đâu mà phải xét chứ. Anh đốt thuốc đi kiếm đi, cũng chưa có người đàn bà nào mà toàn vẹn như tôi đâu. Tối ngày anh rầy la tôi đâu có nói cái tiếng nào đâu. Rồi bây giờ anh còn nghe lời của nó về đây đòi ly dị tôi nữa. Tôi hiền quá mà, có gì phải xét chứ. Cô nên biết rằng người đàn ông nào cũng mang nhiều mặc cảm, nhất là khi sống bên một người vợ sang giàu. Cái mặt cảm càng lớn mà ý khi cô đã xem tôi như kẻ sống cây nhờ. Có hạnh phúc hay không là do công người vợ, không phải chỉ thương chồng là đủ đâu cô, mà cần phải có sự dịu dàng tế nhị, phải là người khéo léo khôn ngoan. Người đàn ông sẽ dễ dàng khuất phục, chứ đâu phải bằng sự lấn lướt tranh quyền. Cuộc sống sang giàu đã chôn vùi mơ, hạnh phúc bay xa biết sao tìm lại. Ôi tháng ngày trôi qua như mây trời dần xa, tôi biết nuối những gì mình đã mất, nên bây giờ tôi cô một mình thôi. Tôi biết mà, bây giờ thì anh có nhiều lý lẽ để biện minh cho hành động của anh lắm, tại vì anh mê nó quá mà. Bây giờ không có ly dị gì hết, tôi ở hoài cho bỏ ghét. Tôi cho anh biết nha, dù sao tôi cũng là con nhà trăm anh thế kiệt, tôi giàu sang, tôi có học thức nè. Còn nó, anh nhìn kỹ lại đi rồi so sánh. Đẹp đẽ gì khi nó chỉ là loại gái giang hồ. Cô đừng có xúc phạm đến người ta, cô nín đi. Tôi không nín á, tôi nói vậy rồi sao? Rồi bây giờ anh Minh hả, anh Minh hả? Cô đi vô đi. Tôi không vô. Chị hai. Trời ơi Thi. Ở chuyện gì chị hai? Mày coi đó, nãy giờ chị nói phần trần anh không chịu nghe, anh cũng đánh chị nữa. Em không về sớm mà gan cho
nè, đừng có nói thêm nghe, tôi đánh hồi nào. Bộ nói vậy không đúng hả? Bộ nói tôi nói thêm hả? Chị Hai à, thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi chị Hai. Chị bỏ qua đi, chị đừng có khóc nữa. Em kể cho chị nghe một chuyện này rất là quan trọng. Xin lỗi chị, một lòng em phải nói một sự thật mà chị không hề biết được. Nhưng mà em nói cái chuyện gì? Lệ Sương chính là người tình đầu tiên của anh Nghiêm. Hai người yêu nhau thuở còn tuổi học trò, những cuộc đời phân chia nên họ phải xa lìa. Nếu nói rằng kẻ cốt đỏ tình yêu thì người ấy không phải là Lệ Sương, mà người ấy chính là chị đây. Hả? Em nói sao? Chị là người có lỗi à? Phải. Không, em điên rồi Thi à? Không, chị không tin. Chị không tin ai hết. Chị không tin. Chị ơi, chị ơi. Cảm ơn cậu đã hiểu được tôi. Chị cậu có hỏi, rồi tôi đến công ty nhé. Dạ. Anh Thi, anh Thi, anh Thi. Hả? Chuyện gì đó đấy? Em đến đây cho anh hay một chuyện. Chuyện gì? Nè, có phải là tìm Đan Phượng rồi phải không? Tìm không được phải, rồi phải không? Không phải, không phải. Anh biết tại sao hôm nay có chuyện lộn xộn như vậy không? Tại sao? Có người phá đám. Phá đám? Nhưng phá đám để làm gì? Có gì đâu anh, thì họ ăn không được họ phá cho hôi vậy mà. Anh biết không, kẻ này ghê gớm lắm. Nó yêu không được nên âm thầm phá đám. Nó đâm đầu này, nó đá bên kia cho lộn xộn tùm lum vậy mà. Nhưng kẻ đó là ai? Em có biết không? Thôi, em dám nói đâu. Sao vậy? Đàn ông không có được nhiều chuyện. Nhưng mà nó sẽ tới đây ngay bây giờ. Thôi em lánh mặt nha, em đi nha. Em đi nha. Sao lạ vậy? Người đó là ai mà âm thầm phá đám? Ăn không được phá cho hôi. Chắc kẻ đó yêu không được nên tìm cách trả thù. Nhưng kẻ đó là ai? Ơi, anh ơi, tôi hỏi thăm chút chú Hai ơi. À, thì ra kẻ đó là đây à. Tôi hiểu rồi. Anh kia, có phải yêu không được nên tìm cách phá phải không? Phải phá chứ, yêu không được là phải phá. Ủa, mà phá cái gì ạ? Tôi cho anh biết, chuyện tình yêu không thể nào cưỡng ép. Cô không yêu anh thì thôi, sao lại làm như vậy chứ? Phải làm như vậy chứ. Ủa, mà làm cái gì? Nè, tôi nói cho anh biết á. Anh chớ có lỗi thôi, coi chừng chết với tôi. Anh cũng chớ lỗi thôi, coi chừng chết với tôi. Trời ơi trời tức chết đi thôi. Trời hỡi trời tức chết đi thôi. Nè, nếu anh còn lớn tiếng đó hả, thì anh phải liễu hồn nha. Nếu anh còn lớn tiếng thì anh sẽ liễu hồn. Vợ với anh hả? Anh nói gì nói lại tôi nghe. Anh muốn gì nói lại tôi nghe. Tôi nói anh đừng nên giả bộ. Giả bộ gì vậy, biết gì đâu. Thật là thiếu giả giờ. Chuyện rõ ràng còn chối hay sao? Cái gì ạ? Nói cho anh biết đừng có nhiều chuyện nha. Trời ơi, làm gì vậy? Tôi không có nhịn đâu à nghe. Tôi tới đây tôi kiếm thằng Lễ, làm gì kết tội tôi vậy chứ? Có phải anh yêu Phượng rồi Phượng không yêu anh? Anh âm thầm phá đám có phải không? Phải. Ủa, mà Phượng nào? Ai biết cha? Chối hả? Dạ. Chối thì ơi vậy? Trời, trời, đừng đánh tôi rồi. Tăng cái kiểu rồi, tiêu cái cẳng rồi. Phượng, nghe tôi đi. Đàn bà con gái đừng có đi lung tung không có tốt đâu. Phượng à, bây giờ Phượng cứ ở đây vài ngày nha. Tôi thề là sẽ không có nói cho ai biết đâu. Thầy đã nghe còn nói cho ai biết là tôi bỏ thì đi luôn đó. Được rồi. Phượng à, tôi muốn nói cho Phượng điều này. Gì? Tôi muốn nói cho Phượng biết là chị Hai của Phượng đang bệnh nặng. Chị Hai của tôi bệnh nặng à? Phải. Chắc gì nhớ thương Phượng nên chị ấy buồn rầu sanh bình. Tôi hỏi thăm thì được biết chị ấy nằm nhà không ai chăm sóc. Tôi có đến thăm chị thì chị ấy nhìn tôi với đôi mắt u buồn, làm tôi cũng buồn theo. Nhìn
chị ấy xanh sao vàng gió. Tôi thấy thương chị vô cùng và khuyên chị ấy đừng nên buồn nữa. Nhất định tôi sẽ tìm ra và khuyên Đan Phượng nên trở về nhà. Phượng ơi đừng giận nữa làm gì, dẫu sao đi nữa cũng tình chị em ruột thịt. Phượng nỡ nào dứt bỏ hay sao? Cũng như tôi với anh hai của tôi nè, tuy là anh em ruột thịt nhưng mà tánh tình không có hợp. Bởi tôi tuổi tí còn anh thì tôi mèo, mèo chuột trong nhà đang căng lộn tùm lum. Nhưng rồi cũng đâu có bỏ nhau được, bởi vì sách có câu huynh đệ như thủ túc. Còn gì nữa quên mẹ rồi. Thôi hãy nghĩ đến chị, đừng có giận nữa, về với chị đi Phượng. Trời ơi, chị ơi. Phượng, mà Phượng có biết tại sao hôm nay xảy ra nhiều chuyện lộn xộn vậy không? Là vì có một bàn tay âm thầm phá đám. Nó đấm bên này, nó thọc bên kia, nó làm cho gia đình người ta lộn xộn tùm lum. Nhưng mà người đó là ai? Thôi không có được nói tên. Đàn ông không có được nhiều chuyện. Nhưng mà nó sắp tới đây rồi nè. Tôi sẽ vào đây ngay bây giờ. À được rồi, bây giờ lại lánh mặt vào trong đi. Để tôi nói chuyện với đó. Mà hãy tôi hú một tiếng là bay ra tiếp liền nha. Rồi hãy nói tới là nói tôi biết để tôi nhào ra nha. Ừ. Bây giờ tôi vô trong nha. Thì ra là có kẻ âm thầm phá đám. Nhưng kẻ ấy là ai? Không lẽ... Chào hello Bình Giỏi. Ủa, không lẽ lại là anh Quý? Nó đó. Gì? À, thì ra thủ phạm là đây. Đúng vậy. Anh Quý. Cái gì? Tôi không ngờ anh là một con người nham hiểm. Tới nữa, cái gì nữa đây? Sau khi không mắng tôi vậy trời. Con người sâu độc kia ngôn đâm thập hại người. Tôi không ngờ anh khéo giả giờ để tôi làm tưởng anh là người tốt. Rồi, tới luôn. Tôi biết năm nay tôi xui lắm mà, về tới nhà rồi mà còn bị nữa. Tai họa từ đâu đổ trúc lên đầu, đúng là năm tôi đi đâu cũng bị người ta chửi. Trời ơi, chắc chết cho rồi, khi nghe công rồi tai bay qua gửi. Thôi im đi, im đi. Nè, anh đừng chối cãi lôi thôi. Giờ tôi mới rõ anh là người xấu nè. Anh làm như vậy là để làm gì? Anh hãy nói mau à, bằng không anh chơi trách. Nói à. Tôi làm gì tôi có biết gì đâu, ai ăn đâu bắt tôi chịu nè trời. Tai họa từ đâu đổ trúc lên đầu, mà tôi làm gì tôi có biết gì đâu. Nè, nếu anh còn chối cãi tôi thôi thì tôi sẽ thua công an bắt anh liền. Tôi tội gì mà đi bắt công an? Ủa công an bắt tôi? Không, tôi không buôn lậu, tôi không ăn cắp ăn trộm. Làm gì bắt tôi? Bây giờ anh chửi phải không? Tôi không, tôi giận phải không? Chửi gì? Làm gì đánh tôi? Sờn quá vậy, nó tới phải không? Ủa, anh hai, chết rồi Phượng ơi, đâu phải anh Quy. Ủa, chết rồi vậy là đánh lầm rồi. Phượng Lệ, mày chơi tao hả Lệ? Đâu có anh hai. Không có hả? Không có sao tao đi tới đâu cũng bị người ta mắng, người ta chửi là sao mày? Tại anh xui chứ bộ. Anh nhớ đi, tháng này là anh kỷ mà. Ê, mày biến đi liền. Mày biến liền, tao đập mày què giò bây giờ. Anh hai, đừng quýnh em anh hai. Rồi mày biết tay tao. Ô kìa Thảo, mèn ơi, em mặc riếp dòm giống cái nấm rơm biết di chuyển quá à. Khốn nạn. Tới nữa, sao chửi anh? Sao anh lừa dối tình em? Thảo à, em đừng có giận anh, nghe anh nói nè. Thôi, đừng nói nữa. Bởi. Ráng lên em. Bởi, tôi lỡ dài yêu lầm người ta. Anh khổ đời tôi chỉ ai gian dối. Hiểu ra đã muộn màng rồi, khi hiểu ra có lụy một đời. Đời người con gái lỡ
chính biết. Người ơi dừng bước nghe lời tôi nói đôi câu. Nói. Nàng ơi nàng nghe tôi nói nàng nghe tôi nói nàng nghe, nàng nghe tôi nói nàng nghe, nàng nghe tôi nói nàng nghe. Em lắng tai nghe để nghe anh nói, mà anh không nói thì lấy gì mà em nghe. Em ơi đừng trách đừng than, đừng buồn đừng giận đừng khổ đừng đau đừng sầu đừng tôi. Anh sợ chia tay, sợ ngày vĩnh biệt, sợ tiếc, sợ thương, sợ dương, sợ dân. Thì em ơi đừng nói chuyện chia lìa. Đừng gài số ve, đừng để anh ra rìa. Hãy nghe đây anh nói lời thật của lòng anh. Hai chúng ta lẽ nào xa cách nhau muôn đời. Xin em đừng giận anh, xin em đừng bỏ anh. Em ơi đừng nói xa nhau, cho tim tan nát, cho đau lòng này. Thôi. Gì vậy? Tôi nói rồi. Gì? Tôi nói thật. Thật sao? Tôi biết thì chẳng tin lời kẻ rắp lừa. Trời ơi, cái mỏ như công chết chị trời. Dàn vui như anh. Tuy anh không phải là người cõi trên, nhưng anh thật lòng yêu em. Xin em hãy tin lời, lời từ đây lòng anh. Anh xin thề độc, nếu anh gian dối lọc lừa thì anh không phải con người mà là con heo nọc. Để đền bao nhiêu tội lỗi mà anh đã gây ra cho nàng. Thôi đừng nên đưa đẩy đẩy đưa, làm em đưa đẩy đẩy đưa đưa đẩy. Đi đêm đừng đứng đường, đêm đừng đi đèn đỏ, đến đồn công an. Sao tình yêu có công an cổng ông nội? Thì đi đêm làm bậy bị công an bắt thì sao em? Nói gì thì nói, nhưng nỗi khổ đau trong lòng em cũng không vơi bớt. Sao vậy? Anh ơi, gì? Anh còn nhớ không? Vào đêm rằm tháng trước, hai đứa cùng ngồi bên nhau, cùng hát bài hát. Mà bài hát ấy đối với em trở thành máu thịt. Anh nhớ bài gì không hỡi anh? Nhớ chứ. Bài gì? Ủa mà bài gì? Trời ơi, anh đã quên thật rồi sao anh? Nếu anh đã quên thì anh đã giết chết tình em rồi. Thôi được, để em hát lại cho anh nghe. Ráng mà nghe nghe anh. Bài hát ấy là... Gì vậy? Vậy không hát mà nghe khóc không vậy? Em hát không được. Thì sao không hát? Môi em mấp máy nhưng không thể thốt thành nốt nhạc. Trời ơi trời. Mỗi em cố đè nén để em hát. Em hát nè. Hát đi mẹ ơi. Nghe nghe nghe. Chiều buồn viên nhanh, biển vắng bên bóng bao la cô đơn lang thang lâu thương mình nè. Mây trên tấm bay phút chân trời, và theo gió không đi mang theo bao nhiêu cơn lưu mộng mơ. Anh ơi em như con thuyền kia bay đêm, đèn diều lưu đổ theo cơn mưa bao nhiêu ngày khơi. Trôi đi trôi bao niềm đau đã dây kín trong lòng. Nước ngập mẹ nương kêu quá. Nếu đã có những lúc anh biết rằng tình hình đã cho anh thiêu thu trăm năm muôn năm bao không dập hại. Anh yêu ơi từng giờ nhớ anh trái tim ô sao mang theo bao nhiêu âu lo suy tư buồn đau. Nãy giờ mẹ nói gì mẹ? Bà làm cái gì bà nổ la phan con không hiểu mẹ cho kìa. Cái bài ca này Thanh Kim Huệ ta hát trong tuồng Bến Tương Tư hay lắm. Còn má hát gì mà y như mà đá xanh chọi vô cửa sắt vậy trời ơi trời. Trời ơi kỳ kỳ với mẹ. Anh còn đùa giỡn trên sự đau khổ của em rồi được hay sao? Mà má ơi má... Cái gì nữa đây? Má tạo ra chi để rồi có cái khổ gì yếu.
Trời ơi, mới 16 tuổi đời. 16 bà nội tôi. 16 gì mà cái tướng bằng ông tượng rồi mà 16. Trời ơi, sao má hay làm cái chuyện cho ta để ý quá. Cái giò của má chừng 2 thước gì má chơi mini rip sao con chịu nổi. Trời ơi, xấu mà hay làm chuyện lạ quá. Nên cái gì? Mới 16 tuổi đời mà gian dở mối tình đầu mà con yêu đương tha thiết. Trời, con biết thằng gái 12 bến nước trong nhờ được chịu, nhưng con không rơi vào bãi trong mà cũng không rớt vào bãi đục mà con rớt vào cái bãi. Mẹ muốn rớt bãi nào? Bãi sình. Ừ, xuống đó được đó. Đành vậy thôi phải không má? Hết rồi, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt mạnh tình nghiệt ngã. Trời, vĩnh biệt. Thảo, Thảo, chờ anh với Thảo. Đứng lại. Nếu anh bước thêm một bước nữa thì em sẽ cắt đứt dây chuông. Thì ra em muốn chuyện tình của chúng mình như chuyện tình Lan và Điệp. Quay quệ ngồi nghe rồi Lan và Điệp một chuyện tình hay đó. Rỡ băng rồi. Thôi anh ơi, anh về đi, anh về đi, đừng để em khổ nữa. Về đi. Về sao được mà về? Sao vậy? Cái xe đạp anh nó bị gãy cổ à. Nếu anh không còn phương tiện trở về cố thổ thì em cũng rủ lòng thương cứu vớt đời anh một lần sau cuối. Nhưng trừ khi nào anh chỉ nói với em một lời thôi. Lời gì? Anh nói rằng anh vẫn yêu em. Ôi quá dễ. Nói đi. Lan, anh vẫn yêu em. Yêu bà nội rồi chứ yêu. Quá hổng. Phượng ơi, bây giờ em ở đâu? Em có biết chị đang chờ, đang đợi em không? Chị Sương, tôi khuyên chị đừng quá buồn rầu mà hại cho sức khỏe. Làm sao mà không buồn được hả cậu Thi? Cậu biết không, tôi mong ước cho em tôi trở thành một bác sĩ. Nó phải được thành tài. Nó phải là người có ích cho xã hội, giúp đời mãi sau. Chị hãy yên tâm đừng quá âu lo, rồi đây sẽ có ngày Phượng hiểu những gì mà chị đã hy sinh, đã dành cho đứa em cả cuộc đời người chi. Nhưng tôi sợ cho em Phượng, làm liều thì khổ cho tôi. Không đâu chị, tôi tin rồi Phương sẽ quay về. Khi hay chị em dương mang bình tĩnh. Chị ho nhiều quá, để tôi đi mua thuốc cho chị nha. Chị nằm nghỉ đi chị.
trót gây ra vì phút giây nóng đôi. Chị hãy mang em đi như ngày xưa, bé bỏng mồi khi em ngô nghịch chẳng tuân lời. Em thương yêu của chị, ôi sung sướng này đây sao nói được thành lời. Em đã vĩnh viễn trở về với chị thì có nghĩa là đời chị hết cô đơn. Em hiểu rồi, tất cả sự hy sinh là muốn cho em được hồn nhiên vui sống mãi. Vậy mà em vô tình không biết đến lại còn gây khổ thêm cho người chị. Chị hai, em đã hiểu hết rồi. Em xin lỗi chị, tha thứ cho em nghe chị hai. Phương, còn gì mừng vui hơn khi em đã hiểu ra những khổ đau trong đời mà chỉ riêng mang với nỗi thương đau. Ôi đau xót lòng em khi hiểu được bao nỗi sầu chỉ gánh chịu riêng một mình. Em đang làm chi tôi buồn, xin cúi đầu nhận lỗi mình. Tiếp nối sau đây khi niềm mừng vui chan chứa trong tim. Kể từ đây xin chị đừng buồn nữa mà hãy sống yên lành bên cạnh đứa em thương. Chị hai, em xin lỗi chị. Và hôm nay em trở về đây là em chỉ muốn xin chị một điều, là kể từ bây giờ chị đừng có đi làm nữa nghe chị hai. Em sẵn sàng chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, chứ em không muốn chị tiếp tục hy sinh vì em nữa. Phương, thôi được, chị hứa với em là kể từ nay chị sẽ không làm cho em buồn tuổi nữa đâu. Chị nói thật hả chị hai? Chị nói thật mà. Chị em chị hai kìa Lễ, chị em sum họp rồi ha. Cái này là nhờ công của em đó nghe. Cảm ơn em. Chúc mừng chị. Ừ. À chị hai à. Gì nữa đây? Em nói chị nghe nha. Chuyện bây gì? Giờ chị em vui vẻ rồi em mới nói nghe chưa? Ừ, nói đi. Trong chuyện lộn xộn này nè. Sao? Có một bàn tay âm thầm phá đám. Nhưng mà người đó là ai? Thôi, em được nói tên. Sao vậy? Bởi vì đàn ông không có được nhiều chuyện. À. Nhưng mà người ấy sẽ xuất hiện tại nơi đây ngay bây giờ. Ngay bây giờ? Thôi được rồi, bây giờ các em vào trong nghỉ đi. Chị muốn nói chuyện với người đó. Nhưng mà chị còn bệnh mà. Hay là chị để cho em đi? Không sao, chị khỏe rồi. Nghe lời chị đi, đi vào trong hết đi. Dạ. Cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm cô ơi. À, mời anh vào. Dạ được, cô cho tôi hỏi thăm có Lễ đây không vậy cô? Không có Lễ Lộc ở đây hết á. Nhìn tướng mạo anh cũng thấy không có gì là gian xảo. Dạ chứ. Đúng, tôi thật tình lắm cô ơi. Dạ cũng không phải là người hiểm độc à. Chưa giật hụi ai bao giờ. Vậy tại sao anh muốn hại tôi chứ? Rồi, thôi nữa. Tôi hại cô hồi nào? Sắp tan nát hết rồi, chưa vừa bụng anh sao mà còn trời chối. Ơi, chuyện gì nữa đây? Hết tháng rồi mà sao nó còn xuôi rơi rớt vậy cả? Chính anh là kẻ xen vào phá hoại gia can của người ta, anh còn chối được phải không? Trời đất ơi, ai phá hoại hồi nào? Không có phải tôi đâu. Vậy thì ai? Kẻ phá hoại là ai? Hả? Kẻ đó là em. Hả? Trời ơi, con lại bà. Bà làm cho tôi mang họa, sắp chết cũng tại bà. Trời ơi, Nguyệt Khanh, là em mà. Phải, vì mất tình yêu cho nên em đã trở thành mù quáng. Em đã gây ra bao điều rồi đâm, làm chỉ phải cố tâm và liên lụy đến bao người. Bởi có ngờ đâu chuyện ta lại tại trời, ba má biết được nên dày la trách mắng, bắt em phải đến nhà xin lỗi khi đây. Và cũng may
tha lỗi cho em. Chị không trách khi em biết lỗi. Hãy yên tâm và sống sao cho xứng đáng. Em còn trẻ mà, lo gì mà không tìm được một tình yêu. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, em xin phép chị em về. Ủa, anh hai. Cũng mày nữa. Sao mày chơi tao hoài vậy Lễ? Ai chơi anh hồi nào đâu anh hai. Mày đi về, rồi tao tính chuyện với mày. Ủa, còn anh hai làm gì? Tao ở đây tao tính chuyện của tao. Bây giờ mày về không? Về, về làm gì dữ vậy? Tại anh xui chứ bộ. Yeah. Chị hai ơi, chị hai. Em mua thuốc cho chị nè. Cậu Thi, Đan Phượng đã hiểu được tôi và trở về rồi nè. Đan Phượng đã hiểu được chị rồi à? Nhưng đâu có hiểu được em đâu. Thôi, em về. Khoan, anh Hạ Ti, anh đừng có đi về. Bởi vì em đã hiểu được anh rồi mà. Hả? Em đã hiểu được anh rồi hả? Anh mừng quá, anh mừng quá em ơi. Anh mừng quá. Vui quá. Mấy người hiểu được nhau rồi cái vui quen. Còn ai, ai hiểu được cho tâm thân tàn của Âu Thiên Vũ này đây? Ai? Em đây. Ô kìa, Hà Cơ, đi đâu vậy mẹ? Tìm anh. Điệp Lan đã tha thứ cho Điệp rồi. Thôi, Cơ đừng tìm Vũ nữa. Vũ hoài Cơ lắm rồi. Dạ. Yeah. Vậy là tan nát đời Âu Thiên Vũ. Phương ơi, sao hôm nay anh thấy em đẹp quá hả? Tao đi kẹo em. Nói nghe nè.